Hạt kiwi bự đó giờ không có về đâu con. Tan phong. Sao tới con không có về? Mẹ nhớ con lắm. Hai lần Tết con có về đâu thằng Phong. Mẹ đi kiếm con quá chừng luôn. Sao con có về? Phong ơi, về với mẹ đi. Mẹ khổ lắm rồi. Về với mẹ ăn mắm ăn muối đi. Con đừng kiếm tiền cho mẹ nữa. Con ở đâu con về đi. Mẹ kiếm ở đó tới giờ. Con điện tới với mẹ đi. Con điện tới một tiếng cho mẹ mừng mẹ vui đi con. Tên là Phong. Mẹ kiếm từ đó tới giờ rồi. Mẹ khóc quá nhiều rồi. Thấy con đâu. Sao con gọi điện về? Dạ rồi, em xin phép chào hai chị gái. Hai chị gái có thể giới thiệu là hai chị tên là gì và đến từ đâu? Ba Thị Hồng Hoài. Chị là đến từ đâu chị? Ở Bình Thuận. Dạ. Dạ còn chị? Chị là Bá Thị Mỹ Mai, em của Bá Thị Hồng Hoài cũng ở Bình Thuận. Dạ. Vậy là hai chị là hai chị em ruột đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Hai chị hôm nay từ Bình Thuận, một tỉnh rất xa, hôm nay về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ đến tìm con. Con là con của chị hả? Con của chị tên là gì? Đàn Anh Phong. Chị nói lớn lên giúp em nào. Đàn Anh Phong. Thanh Phong. Đàn Thanh Phong. Đàn Thanh Phong. Dạ. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 23. 23 tuổi. 23. Bỏ đi ngày nào chị? Bỏ đi hồi 2022. Chị nói bé quá em không có nghe được. Bỏ đi hồi 2023. Mất liên lạc á. 2023 mà Dạ. hiện tại năm nay là 2024 rồi. Dạ. Từ tháng mấy 2023 hả chị? Tháng 9. Mất liên lạc hơn là tháng 9. Vậy là đến tháng 9 năm nay là tròn 1 năm. Rồi hai hai lần Tết chưa có về. Tết năm qua không về, Tết năm nay cũng chưa có về luôn, là năm nay là bùng lên luôn. Ủa là sao? Tháng 9 năm 2023 sao lại mới có một lần Tết chứ mấy? 23 hay 22 ạ? Bé mất liên lạc từ tháng 1 2023 cho đến nay. Tháng 1 2023 Cho đến nay. vào ngày âm là lúc đó là chưa đến Tết đúng Đúng không? rồi. Vậy Đang trong Tết đó. dạ vậy là hơn 1 năm trời rồi. Đúng rồi. Vậy là con nhà mình đi đâu cô? À đi đâu chị? Ngày đi đó là đi đi làm hay đi đâu mà lại mất tích đây? Ý là cháu đi làm trong thành phố rồi 5 năm á, rồi mất liên lạc từ từ tháng 1 2023 cho đến nay luôn. Cũng không biết cháu đi đâu nữa. Đi Nhưng làm trong thành mà phố. Trước kia đi làm trong thành phố là đi làm với ai, đi làm công việc gì? đi làm phụ bếp, xong là chuyển đi làm nấu 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 nướng trong công ty, Dạ. rồi xong là mất liên lạc luôn. Không có một cái tin tức liên lạc gì. Không. Trước kia đi làm có thường xuyên về nhà không ạ? Không. Đi làm vậy mấy năm trời không có về nhà Không luôn. có về nhưng mà gửi tiền về. Ủa sao kỳ á? Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng gần Bình Thuận mà. Tết thì về, mỗi lần Tết thì về mà 2 năm nay là Tết không có về. Gia đình mình có hỏi sao mà con không về không? Nó đâu bắt máy. À, đi làm thì bình thường thôi, Tết mới về lận, phải đi kiếm tiền á. Không, cái này em thấy có cái gì đó nó sai sai rồi đấy. Đúng không ạ? Nhà mình trước cái thời điểm mà con nhà mình không liên lạc về nhà, nhà mình có xảy ra cái chuyện gì không? Không, bình thường à, cháu bình thường thôi à. Vậy là cụ thể là hơn 1 năm trời nay là không liên lạc được. Dạ Còn đúng chiếc rồi. trước kia là vẫn liên lạc được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con nhà mình không có về. Chỉ có gửi tiền về thôi. Dạ đúng rồi. Vậy con nhà mình sống trong Sài Gòn là có bà con anh em họ hàng gì không? Dạ không, lên đây kiếm việc làm thôi. Đi Sài Gòn là đi cố một mình. Dạ đúng rồi. Sau ngày đó ai giới thiệu vào Sài Gòn hay là tự tìm đi? Có người dắt đi, người trong xóm luôn á, dắt đi làm á. Là ở chung với người trong xóm không? Dạ đúng, có. Người trong xóm có. Người trong xóm dắt đi làm đầu tiên á. Tức là vào đấy làm chung một chỗ Dạ. ở ăn ở chung đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi bây giờ là lúc mất tích đó là người trong xóm có biết không? Người trong xóm không có biết đâu, tới giờ bà mới biết lận, ấy là bà là mối dắt đi làm á. À đi với người con gái hả? Không, ấy là cái bà đó ở trên xóm là mối dắt đi làm. Mối
chắc đi làm chỗ đó là hết làm rồi, đi qua chỗ khác. Dạ. Qua chỗ khác là bán có biết đâu. Dạ. Đấy á. Rồi bây giờ đầu tiên như thế nào? Cái này em thấy hơi rối này. Đầu tiên là khi vào Sài Gòn là đi phụ bếp đúng không ạ? Phụ bếp làm bánh mì đồ á, phụ bếp rồi. Ăn á. Gọi là lò bánh. Ai là người dẫn đi? Chứ bà trong xóm nó dắt đi. Bà là hai người đi chung. Bà dắt thằng dắt đó đi vô đó, dắt công đi á. Dạ rồi. Là vào đấy tức là con trai nhà mình cùng với cô đấy đi. Vào đấy làm là làm chung một chỗ. Không, bà dắt công đi xong bà về. Mối dắt á. Rồi là con nhà mình là ăn ở tại chỗ tiệm bánh hay như thế nào? Dạ đúng rồi, ăn ở tại chỗ mình liên lạc bình thường thôi à. Trong cái tiệm bánh đó là liên lạc bình thường. Vậy là bao lâu thì về? Không về đúng không? Tết mới về. Tết mới về lần, Tết mới về lần là cái làm cái chỗ đó là nghỉ cái chỗ đó. Chỗ đó nghỉ rồi đi qua chỗ khác làm. Đi qua, trước khi đi qua chỗ khác làm là không biết nó đi làm chỗ nào. Là mất tích luôn đúng không ạ? Một lần Tết nó tới hỏi lâu rồi, nó tới mày làm chỗ nào đấy, làm công ty nhà bếp. Nó nói vậy. Rồi đi luôn là làm công ty nhà bếp chỗ nào, nó nói của mày đâu có biết đâu vậy á. Là cái đó là mất cái đó hết luôn. Vậy là kể từ đó là mình không có thông tin tin tức gì. Phải. Nó làm chỗ này và cái chỗ này là nghỉ rồi, rồi nó qua chỗ khác. Dạ dạ. Nó qua chỗ khác rồi đâu có biết biết tin tức gì luôn, không có biết luôn. Vậy là không có gọi điện gì hơn một năm trời, là không gọi điện, không nhắn tin, không liên lạc gì với gia đình luôn. Không làm gì hết. Gọi điện không liên lạc được. Dạ. Giờ mới khổ chứ. Con trai nhà mình thì như thế nào hai chị? Có ngoan không? Ngoan lắm, bé ngoan hiền lắm mà tự nhiên mà bé vẻ đẹp á, tự nhiên bé thích xăm xăm cả mình luôn à. Bé xăm bích người luôn hả? Đúng rồi. Đam mê hả? Dạ, đam mê. Mà bé hiền á. Mà đam mê xăm á. Nhà chị được mấy người con đấy? Năm thằng trai. Em này là con thứ mấy đây? Thứ hai. Là kế đầu đúng không? Kế đầu thứ hai. Anh vậy trai. Là hai cái Tết là thiếu con. Đúng rồi, hai cái Tết thiếu con. Rất khổ. Trong quá trình hơn một năm trời qua thì gia đình nhà mình đi tìm con ở nơi nào rồi? Đi tìm hỏi Facebook, Zalo mà đâu có ai liên lạc được đâu. Mình có đi vào Sài Gòn mình tìm không? Anh đó người tìm. Mới tìm đây là đi chỗ nó làm á, thì mà người ta kêu không có thấy nó. Không thấy hả? Anh nó đi tìm trong sớm. Anh nó cũng làm trong đây á. Dạ. Chị là một người mẹ, tới giờ phút này thì em cảm nhận được rằng là chị rất lo lắng cho con mình. Khóc. Và hơn một năm trời qua, bản thân chị có thể là khổ tâm khóc rất nhiều. Chị hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất với con của chị. Hy vọng con của chị xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Khi mà tật đó giờ không có về đâu con. Tan thông. Sao Tết con không có về. Mẹ nhớ con lắm. Hai lần Tết con có về đâu thằng Phong. Mẹ đi kiếm con quá chừng luôn. Sao con có về? Phong ơi về với mẹ đi. Mẹ khổ lắm rồi. Về với mẹ ăn mắm ăn muối đi. Con được kiếm tiền cho mẹ nữa. Con ở đâu con về đi. Mẹ kêu mày đó tới giờ. Con điện tới với mẹ đi. Con điện tới một tiếng cho mẹ mừng mẹ vui đi con. Tên là Phong. Mẹ kêu mày đó tới giờ rồi. Mẹ khóc quá nhiều rồi. Thấy con đâu. Sao con có điện về ấy? Chị là gì đúng không? Dì ruột đúng không? Dì ruột phải nói một điều gì đó với cháu đi. Không ơi, con ở đâu về với con ở đâu con gọi về cho mẹ một tiếng không được. Để mẹ biết con còn sống hay sao á. Gọi về cho mẹ một nói cho mẹ một tiếng không được. Anh chị em cũng mong con họ về. Anh chị em còn ngó con về lắm, đi kiếm quá chừng cũng thấy con đâu. Không ơi, con ở đâu con nói với mẹ một tiếng đi, mẹ đi kiếm quá trời. Mẹ khóc không à. Mẹ khóc ngày khóc đêm cho con không à. Hy vọng rằng là con trai của chị xem được video này, hoặc cô chú anh chị có xem được biết thông tin của con trai của chị để giúp con trai của chị sớm liên lạc về nhà và về nhà để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì hôm nay hai chị về đây thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí và sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội một cách nhanh nhất
thì hai chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Có. Chị đồng ý không? Dạ. Dạ, gia đình rất muốn đội hiệp sĩ cứu giúp em nó. Cảm ơn đội hiệp sĩ rất nhiều. Dạ, dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị xem video này có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đem trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ rồi thì cuối video em không biết nói gì hơn thì chúc cho hai chị thượng lộ bình an về Bình Thuận, và cái điều đặc biệt là con trai của chị cũng như cháu của chị á là sẽ quay trở về nhà một ngày gần nhất để đoàn tụ bên gia đình chị nhá. Xin phép chào hai chị nhá. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.